Kính chào các bạn Hôm nay kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách nộp tờ khai thuế và báo cáo qua mạng Trước khi chúng ta thực hiện thao tác nộp tờ khai thì các bạn cần phải kiểm tra xem công ty chúng ta đã thực hiện cài chữ ký số lên trên máy tính hay chưa nếu chưa cài thì các bạn cắm chữ ký số vào và tiến hành setup để chúng ta cài đặt thứ hai là các bạn đã cần kiểm tra file mà chúng ta cần nộp qua mạng là loại tờ khai báo cáo nào và loại tờ khai báo cáo đó phải được xuất dưới dạng xml giống như trên màn hình sau đó các bạn mới vào trang thuế điện tử gdt gov vn chọn vào doanh nghiệp chọn đăng nhập các bạn đăng nhập bằng tên và mật khẩu điền mã xác nhận. Tại đây thì tôi hướng dẫn cho các bạn hai cách nộp tờ khai. Một là chúng ta nộp tờ khai báo cáo từ file XML. Hai là chúng ta có thể kê khai trực tuyến. Như tôi vừa nói để nộp được tờ khai XML thì tờ khai báo cáo của các bạn phải xuất ra có định dạng là .xml thì chúng ta mới nộp được tờ khai. Các bạn chọn vào khai thuế, chọn nộp tờ khai XML. Chúng ta chọn tệp tờ khai các bạn lưu tờ khai xml ở thư mục nào thì các bạn chọn đến thư mục đó chúng ta lưu ý là trong trường hợp khi mà các bạn tích vào chọn tệp tờ khai nhưng phần mềm không hiển thị ra cửa sổ để cho các bạn chọn thì lúc đó các bạn phải thu nhỏ hết tất cả cửa sổ lại thì cửa sổ này còn lại sẽ nằm ở bên ngoài màn hình thì các bạn sẽ nhìn thấy và lúc đó chúng ta chọn đúng file xml và chúng ta cần nộp tờ khai nhấn open sau đó các bạn nhấn ký điện tử điền mật khẩu chữ ký số ký thành công thì chúng ta nhấn vào nộp tờ khai. Thứ hai là nộp theo hình thức là kê khai trực tuyến bằng cách là bạn vào kê khai trực tuyến. Đối với lại kê khai trực tuyến này thì chúng ta không cần lập tờ khai báo cáo ngoài HTKK và kết xuất ra XML nữa và chúng ta kê khai trực tuyến trên trang thuế điện tử này luôn. Các bạn muốn kê khai tờ khai báo cáo nào thì các bạn chọn tờ khai báo cáo đó, chọn kỳ mà các bạn cần kê khai chọn ngành nghề các bạn cần kê khai. Sau đó chúng ta nhấn vào tiếp tục. Từ đó các bạn điền số liệu đúng mà chúng ta cần kê khai lên trên tờ khai hoặc là báo cáo. Điền xong thì chúng ta nhấn hoàn thành kê khai và ký nộp như bình thường. Đó là cách mà các bạn muốn kê khai trực tuyến. Trong trường hợp mà các bạn kê khai trực tuyến hoặc là chọn nộp tờ khai nhưng phần mềm báo là tờ khai chưa được đăng ký thì lúc đó các bạn phải vào đăng ký tờ khai này. Đây chúng ta chọn đăng ký thêm tờ khai. Các bạn mà muốn đăng ký thêm tờ khai nào chưa có thì các bạn tích chọn tờ khai đó và chọn kỳ kê khai mà các bạn cần thực hiện kê khai nộp tờ khai và phải tích vào ô chọn này. Tích xong rồi các bạn kéo xuống dưới và nhấn vào tiếp tục. Nếu mà chúng ta muốn chấp nhận tờ khai này thì các bạn nhấn chấp nhận, còn nếu không chấp nhận thì các bạn nhấn vào chọn lại để chúng ta chọn lại loại tờ khai mà chúng ta có nhu cầu kê khai. Ngoài ra trong quá trình nộp tờ khai có xảy ra một số lỗi thì các bạn sẽ xem ở trên kênh youtube của kế toán Việt Hưng đối với lỗi 404 e-signer hoặc là lỗi nộp tờ khai bị báo là lỗi dữ liệu dòng 97 thì các bạn nghe và chúng ta chỉ sửa lại các cái lỗi sai đó và lưu ý là mỗi khi nộp tờ khai xong các bạn phải vào tra cứu tờ khai các bạn muốn tra cứu loại tờ khai báo cáo nào thì các bạn lựa chọn tờ khai hoặc báo cáo đó và phải chọn ngày nộp từ ngày nào đến ngày nào sau đó nhấn tra cứu thì phần mềm mới hiển thị cho các bạn. Ở đây giả sử tôi tra cứu tờ khai thì giá trị gia tăng. Tôi chọn ngày nộp từ ngày mùng 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Nhấn vào tra cứu thì phần mềm sẽ hiển thị ra cho các bạn tờ khai mà chúng ta đã nộp và tra cứu được trạng thái thành công, chấp nhận hồ sơ hay là không chấp nhận hồ sơ để chúng ta biết được trạng thái đó như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách nộp tờ khai báo cáo trên trang thuế điện tử gdt gov vn chúc các bạn thành công